Thưa quý vị, những ngày gần đây thì các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin về việc tôm càng đỏ hay còn được gọi là tôm hùm đất tràn vào Việt Nam. Mặc dù tôm hùm đất bị cấm nuôi, cấm buôn bán kinh doanh tại nước ta, lực lượng hải quan tại các tỉnh biên giới đã bắt giữ hàng tấn tôm hùm đất nhập khẩu trái phép. Thế nhưng mặt hàng này thì vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang bán hàng online, mạng xã hội, người mua có nhu cầu sẽ được ship tận nơi. Tôm hùm đất có tên gọi là tôm hùm graphis, graphis, tôm càng đỏ, khi gõ các từ khóa tôm hùm graphics trên ô tìm kiếm của Facebook sẽ hiện ra hàng loạt địa chỉ giao bán tôm hùm này ở dạng tươi sống. Có nơi quảng cáo rầm rộ, xeo kịch trần chỉ 240.000 đồng 1 kg, có nơi giao giá 450.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, chợ online còn giới thiệu kèm cả nước sốt và những lời mô tả hương vị vô cùng hấp dẫn như món ăn lạ miệng, thịt thơm, dai, ngọt. Giá bình dân, thân nhỏ nhưng thịt rất ngon, thịt bùi, gạch béo, độ đạm cao. Liên quan đến thông tin tôm hùm đất đang được bán tràn lan ở thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Thị trường thành phố vừa có công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với loại tôm này. Trước đó, ngày 20 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn hỏa tốc gửi các tỉnh thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiêu thụ tôm hùm đất hay còn gọi là tôm càng đỏ